Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Bà Dài tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về câu chuyện drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Dài cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm qua chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Dài TV. Bà Dài xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến drama gia tộc của cố nghệ sĩ thì mới đây cô Ni, người đại diện hợp pháp cho con gái cố nghệ sĩ đã livestream công bố tiền của khán giả gửi về thông qua phiếu thu thập tiền phúng điếu đám tang của cố nghệ sĩ. Và con số thực tế mà cô cháu gái ruồi công bố thật là rất là bất ngờ, bởi vì cộng đồng mạng khán giả vẫn là luôn mong đợi một cái kết quả là người em gái và đứa cháu gái họ Lê sẽ không ăn chặn tiền phúng điếu của cậu mình. Nhưng đó chỉ là mơ thôi, kính thưa quý vị, sự thật vẫn là sự thật. Mà cô Ni đã nói đây chỉ là một cái số liệu thu thập được cái số tiền ruồi đã công bố tại họp báo. Và con số tiền cô Ni công khai có cái sự xác nhận của luật sư hiện tại đã có cái sự chênh lệch khiến cho nhiều người không khỏi thấy sốc. Thật là kinh khủng, rõ ràng như vậy, chúng tôi và quý vị khó tưởng tượng ra đó chỉ là những cái con số gửi vào các cái đường link thu thập thông tin mà thôi. Đó là một cái số tiền đã được thống kê cách đây hơn là một tuần rồi, còn đợt 2 thì chưa tính đến. Mà theo cái con số kia của cô cháu gái là 1.003.000.000 mấy chục ngàn gì đó. Như vậy là cái con số chênh lệch lên đến gần 250 triệu là rất rõ ràng. Mà cái buổi họp báo đó thì cô cháu gái rồi đã công bố tổng thu tiền phúng điếu, tiền xây mộ, tiền cúng thất 49 ngày, tất tần tật luôn. Và sau đó còn công bố tổng chi là 1.017.000.000, tức là còn bị âm 14 triệu đồng. Nghĩa là con gái của cố nghệ sĩ phải trả cho mẹ con nhà rồi 14 triệu. Khi con số 1.245.000.000 mà cô Ni đã công bố đó chỉ là người ta gửi qua cái đường link và cái số tiền chuyển khoản, còn chưa kể cái số tiền bỏ vào thùng phúng điếu, rồi còn tiền sau khi tang lễ, rồi nhiều người tới thắp nhang, người ta đưa trực tiếp tận tay cho mẹ con rồi. Chúng ta cùng suy nghĩ thêm, khi mà cộng các cái khoản đó thì còn đợt 2, đợt 3 đang thu thập. Sau đó cộng lại con số sẽ là bao nhiêu? Có thể là con số lên đến là vài 3 tỷ, là đó là cái chuyện có thể. Cô Ni nói, nhìn qua tin nhắn cái số liệu con số 5 triệu chuyển khoản vào tài khoản của ông sạc rất là nhiều. Như vậy đây mới chỉ là cái bước tổng hợp ban đầu mà đã chênh lệch lên đến 200 triệu. Chỉ cần 2 triệu thôi thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, bởi vì từ 2 triệu đồng trở xuống thì phạt hành chính. Mà trên 2 triệu thì đây là gì? Đây là lạm dụng tín nhiệm để mà chiếm đoạt tài sản, là vụ án hình sự chứ không phải là đùa được với pháp luật. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là vi phạm điều 174-175 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cho dù con gái của cố nghệ sĩ có rút đơn không tố cáo, chẳng hạn, khi bên phía cơ quan chức năng họ thấy có cái dấu hiệu vi phạm thì họ vẫn khởi tố thôi. Bây giờ mẹ con có nhà rồi có cơ hội quay đầu thành khẩn, thành thật, may ra còn cứu vãn. Chứ chừng 5 tháng mà theo khung cái số tiền ăn chặn mà quá 500 triệu thì có thể là 12 đến 20 bộ lịch cũng có thể là căng mệt mỏi. Bởi vì con số hiện giờ là hơn 200 triệu là quá đủ cơ sở để cho con gái của cố nghệ sĩ viết đơn tố cáo. Mà có lẽ là bên phía của mẹ con nhà rồi chắc hẳn đã nắm được cái thông tin công bố này từ bên phía cô Ni và con gái của cố nghệ sĩ. Cho nên là rồi đã có động thái thông báo là sắp có chuyến lưu diễn ở tại Pháp. Và show diễn này có được đi là nhờ sự sắp xếp của cậu Sạc và cô Tê. Cho dù rồi có bình tĩnh tới đâu, có xuất ngoại đi tới đâu đi nữa, nếu mà tòa án triệu tập thì cô ta vẫn không thể là thoát được. Khán giả trong và ngoài nước vẫn là đập mong chờ một ngày
liên minh cần cờ này phải trả một cái giá thật đắt vì những cái tội lỗi mà chúng đã gây ra. Ăn tiền người sống thì đền một, chứ ăn tiền của người mất thì phải đền 100 lần, 1.000 lần, cũng không thể nào hết tội. Vì sao con gái của con nghệ sĩ vẫn đều đặn chia sẻ bài Tiền Phúng Điếu ở trên trang cá nhân của mình mỗi ngày? Không phải là con gái của nghệ sĩ muốn rùi trả lại cái số tiền, mà con gái của nghệ sĩ muốn trả đúng lễ nghĩa đã nhận từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp của cha để ông được ra đi thanh thản. Còn cái số tiền BH thì cô Ni cùng luật sư vẫn đang tiến hành làm việc và đợi họ phản hồi. Cái số tiền 89 triệu từ BH ở trong họp báo thì Rùi đã nói vẫn đang giữ và sẽ làm lễ tả mã thật hoành tráng cho cố nghệ sĩ. Nhưng mà rốt cuộc thì cái lễ tả mã đầy bất ổn kia lại có cái sự quyên góp tiền của không ít người, vậy 89 triệu đã đi về đâu? Kính thưa quý vị, con số 600 triệu tiền Phúng Điếu sau 5 ngày 5 đêm tang lễ đối với một cái người nghệ sĩ lớn cũng như là cố nghệ sĩ là một cái điều vô cùng bất hợp lý. Vì cách đây không lâu thì tại một cái đám tang của một cái nhạc sĩ trẻ ở trong đoàn hát của Bình Tinh, một cái người nhạc sĩ trẻ, cái độ nổi tiếng gần như là không thể so sánh với cố nghệ sĩ. Nhưng mà chỉ sau 2 đêm làm tang lễ thì cái số tiền Phúng Điếu đã lên đến con số là gần 200. Một cái người nghệ sĩ nhỏ, khán giả không bao nhiêu, người đến Phúng Điếu đại đa số là các cái đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Vậy quay sang so sánh với tang lễ của cố nghệ sĩ là hoàn toàn khập khiễng. Càng khập khiễng thì càng cho thấy rằng cái số tiền 600 triệu là hoàn toàn vô lý. Trước giờ thì chúng ta đa phần là suy luận dựa vào những cái tình tiết cũng như là Rùi từng ôm tiền Phúng Điếu vào trong phòng của mình để mà cất giữ. Cho nên là rất có thể là mẹ con của Rùi đã bòn rút đi cái phần nào một cái số lượng bao thơ nhất định. Thứ hai là Rùi đã giấu nhẹm về cái việc tiền Phúng Điếu có chuyển khoản vào tài khoản của mình. Và cái vụ việc này đó thì còn có cái sự tham gia của 10 con kền kền còn lại. Chúng đã định im lặng qua mặt con gái của cố nghệ sĩ để mà lén lút rửa sạch cái số tiền đó cho mục đích cá nhân, tham lam. Cái câu nói kiếm tiền trên xác chết của cố nghệ sĩ là một cái câu nói vô cùng đúng khi mà dành để mà miêu tả hành vi của những kền kền. Và hiện tại không còn là cái lời đồn nữa, mà chính thức là cô Ni đã công bố cái sự thật cho chúng ta biết về con số thực tế. Những cái con số được thu thập thông qua đường link tên trên Google của cô Ni trong thời gian qua, thì cô Ni khẳng định cái số tiền Phúng Điếu mà cô Ni đã thu thập được hiện tại con số đã lên đến là trên 1 tỷ. Và con số đó vẫn đang là tiếp tục được tăng lên. Cô Ni hy vọng là các khán giả đã từng quyên góp, những ai chưa cung cấp thì hãy là cung cấp ngay thông tin cho cô Ni. Càng nhiều thông tin, càng có nhiều cơ sở để chứng minh hành vi ăn chặn của nhóm cần cần để lập dư bằng. Lực lượng điều tra sẽ làm rõ mã giao dịch được cung cấp khi mà xác định được cái số tiền thực tế nó nhiều hơn cái con số mà Rùi đã từng công bố, thì chính thức là Rùi sẽ là người đại diện cho nhóm cần cần ra tòa để mà đối chất. Tội hình sự, tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cái khung hình phạt lên đến 20 năm tù. Và những con cần cần còn lại cũng sẽ bị điều tra dần, điều tra mòn. Thật là đáng thương, làm bao nhiêu chuyện dẫn dắt dư luận đủ điều, đủ đường và đủ lý do, với hy vọng là sẽ khiến cho con gái của cố nghệ sĩ rối và không thể là khởi động kế hoạch yêu cầu sao kê. Một cái con cờ truyền thông chính của cái nhóm kền kền đó chính là nữ nhà báo 20K. Hàng loạt những cái bài viết đậm mùi bịa đặt xuyên tạc rồi đánh tráo khái niệm đã được nữ nhà báo này đã đăng tải ở trên trang cá nhân của cô ta. Và dĩ nhiên toàn bộ những cái chứng cứ xà lơ xà liếc này được nữ nhà báo này đề cập là do phía Rùi cung cấp. Và thật sự xui cho Rùi khi mà những cái hướng dẫn dắt dư luận của nhóm kền kền đã nhanh chóng bị bắt bài. Và phía con gái của cố nghệ sĩ đã có đơn tố giác tội phạm liên quan đến nữ nhà báo này với tội 331. Và nhờ cái lá đơn đó thì rất nhiều khả năng là Rùi sẽ là bị can trong cái vụ án lần này. Nói về Rùi thì cô Ni cũng đã nói rằng cái số tiền làm mộ ở trên Hoa Viên Bình Dương cũng có vấn đề. Cái số tiền Rùi đã công khai về buổi họp báo thì cũng chẳng có khớp tí nào với là thực tế. Hiện tại cô Ni vẫn chưa nói rõ trên lệch ở cái khoản nào.
Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, chỉ cần có chênh lệch đó thì rồi sẽ phải run sợ. Nhắc đến vụ họp báo thì quý vị và các bạn cùng với ba giây tưởng tượng, nếu mà đặt cái trường hợp cái buổi họp báo đó là một cái buổi nói chuyện giữa đôi bên, thì liệu rồi có đủ can đảm để mà nói ra những cái lời và đưa ra những cái bằng chứng tương tự trong cái buổi họp báo hay là không? Bởi vì lúc bấy giờ thì con gái của cố nghệ sĩ và cô Ni đã nắm được rất nhiều các thông tin. Nếu hôm đó là một cái buổi đối chất giữa hai bên thì chắc chắn rồi sẽ đuối lý khi mà bị phía con gái của cố nghệ sĩ vạch trần mọi sự thật. Thú vị nhất là ở cái vấn đề mua xe hơi, rồi nói là không mua xe hơi, nhưng mà lại bị cô Ni phát hiện là cái bao xe hơi giấu ở trong nhà. Cái câu chuyện nghèo đói vô gia cư là cái câu chuyện thứ hai mà rồi đã tự làm nhục chính mình. Là ca sĩ, mẹ cũng là một cái cựu nghệ sĩ, chồng cũng là một cái đạo diễn, diễn viên, không lẽ là không dành dụm được các bạc nào. 2 năm ăn bám, không tốn tiền nhà, tiền cửa, nói trắng ra là không tốn tiền sinh hoạt cơ bản luôn. Vậy thì tại sao không có tiền dành dụm? Tự dưng bị mời ra khỏi nhà, xong đùng một phát là giấy đành đạch ra đó, rồi đòi đồng sở hữu cái căn nhà của con gái của cố nghệ sĩ. Chấn động hơn là rồi còn làm đơn cầu cứu, cầu xin sự thương hại để cơ quan chức năng hỗ trợ cho chỗ ở. Rồi có cống hiến gì cho đất nước chưa? Rồi có cống hiến gì cho nghệ thuật nước nhà hay là chưa? Rồi chẳng làm được cái chuyện gì ngoài cái việc là tạo ra cái sự phẫn nộ trong lòng khán giả. Là người của công chúng, nhưng mà những gì rồi làm, nó là vô cùng đáng lên án. Coi thường pháp luật, coi thường khán giả. Giờ thì nghiệp quả báo ứng đang từ từ nảy mầm, từ những cái hạt nghiệp chướng mà rùi đã gieo trồng trong suốt một cái thời gian vừa qua, và những cái hạt mầm tội lỗi gieo trong đám tang của cố nghệ sĩ sẽ là những cái hạt mầm áp chủ bài kết tội mẹ con của rùi và hàng loạt những con cần cờ đu theo ăn ké. Như vậy thì sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì chính thức cô Ni đã đưa ra một cái lời cảnh tỉnh, đồng thời là một cái lời khẳng định chơi tới cùng với rùi trong cái vụ sao kê này. Cái số tiền phúng điếu không cánh mà bay kia sẽ đưa con gái của cố nghệ sĩ tìm lại. Một là ưu tiên để trả lại cho các khán giả. Hai là trường hợp mà nếu khán giả không nhận lại đó, thì con gái của cố nghệ sĩ sẽ công khai làm từ thiện để mà hồi hướng công đức cho cố nghệ sĩ. Đòi lại danh dự và tiếng thơm cho cha của mình khi đã bị mẹ con của rùi làm ô uế. Đến thời điểm này đã hơn 5 tháng trôi qua, từ khi cố nghệ sĩ qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của khán giả trong và ngoài nước, nhưng mà có thật sự ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã ra đi thanh thản khi giờ đây toàn bộ biến cố gia đình đều được mang ra trước bàn dân thiên hạ. Kẻ ngó vào người ngó ra bàn tán xôn xao thì không khác gì cả chợ. Từ một cái người không ai biết đến giờ đây lại được khán giả tung hô cũng như là một cái thần tượng, cái sức ảnh hưởng lan rộng và được ủng hộ nhiệt tình của một chữ thương. Con gái của cố nghệ sĩ không có lỗi trong câu chuyện này. Vậy người có lỗi là ai? Vì sao cái câu chuyện lại đẩy đi càng ngày càng xa và không có điểm dừng? Nó có như là một cái chuỗi xích. Cái chuyện này chưa chấm dứt thì cái chuyện khác lại nối đuôi nảy sinh ra khi mà drama vừa nổ ra. Thì khán giả bất ngờ những cái biến cố kinh thiên động địa lại xảy ra trong gia đình của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Họ bắt đầu tìm hiểu, nắm bắt thông tin và dần đứng về phía con gái của cố nghệ sĩ, đứa con gái duy nhất của cố nghệ sĩ, ủng hộ cho con gái của cố nghệ sĩ và tẩy chay mẹ con của rùi cùng với đám cần cần ăn trên xác của cố nghệ sĩ. Dù cho khán giả có ra sức kêu gọi sao kê tiền phúng điếu cũng như là tiền quyên góp và tẩy chay hành động tham lam, muốn tranh cướp tài sản của con gái cố nghệ sĩ, thì mặc nhiên họ vẫn cao đầu bước đi không quan tâm tới cái sự tẩy chay của khán giả. Mặc dù sự nghiệp là không được làm ăn đều đã bị triệt hạ, họ vẫn là ngông cuồng lập vào mặt của con gái cố nghệ sĩ Sáu lá đơn hình sự và tự tin nói rằng đã nắm trong tay mọi bằng chứng, chỉ là chưa tung ra thôi. Trong khi đó thì con gái của cố nghệ sĩ được sự yêu thương ủng hộ nhiệt tình của khán giả và dường như cái công việc làm ăn buôn bán phát lên cũng như là diều gặp gió. Từ một cái người vô danh thì con gái cố nghệ sĩ trở thành nổi tiếng từ sau khi cố nghệ sĩ qua đời. Thì giờ đây thì con gái của cố nghệ sĩ đủ sức lo cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho anh em ở trong nhà, lại còn là thoải mái ăn việc, đi chơi, đi du lịch, và tất cả những cái điều đó đều làm cho khán giả cảm thấy hứng thú và hài lòng.
Như chia sẻ của nam ca sĩ Nguyên Vũ là con gái của cố nghệ sĩ Đường Đường là một đại thiên kim tiểu thư của một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà lại là không biết ăn diện, chịu nhiều thiệt thòi, trong khi cái cô cháu gái họ Lê lại sống như là một cái tiểu thơ tiêu tiền của cậu, ở nhà của cậu, và được cậu nuôi quá sức là sung sướng. Con gái của cố nghệ sĩ chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ những gì con gái của cố nghệ sĩ được hưởng là hoàn toàn xứng đáng, nhưng hệ lụy ở đâu? Khán giả biết đến drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ phần lớn là nhờ là vào lực lượng truyền thông YouTube, Facebooker, TikToker, hàng ngàn bài viết được tung ra mỗi ngày. Việc tranh chấp này còn lôi kéo cả một số nhà báo, luật sư vào cuộc. Bởi vậy mà cho đến thời điểm hiện tại, cái sự việc này vẫn chưa có cái dấu hiệu dừng lại. Đa số những cái bài đăng tải đều thể hiện sự ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ. Một số khác thì giật tít câu view để mà kiếm tiền. Đã 5 tháng trôi qua mà giờ đây tại mộ của cố nghệ sĩ hay là tại nhà ở Đoàn Thị Điểm, vẫn là có không ít YouTuber túc trực từng giờ từng phút. Họ canh con gái của cố nghệ sĩ từng bước đi bước đứng, đến cả ăn cái chiếc bánh mì cũng không thoát khỏi những cái máy quay kia của YouTube. Rồi những cái bài đăng tải mục đích câu like, câu view lan tràn ở trên mạng xã hội. Họ chẳng biết con gái của cố nghệ sĩ đi đâu làm gì, nhưng mà cũng tự đặt cái tiêu đề để rồi gây ra cái sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Điển hình là việc phát quà từ thiện ở trước cửa nhà vừa qua thì rõ ràng số bánh trung thu được một cái vị khán giả gửi tặng cho những YouTuber qua những cái máy quay và bài đăng những cái YouTuber thì nó lại là trở thành con gái của cố nghệ sĩ phát quà cho dân nghèo, khiến cho người dân ùn ùn kéo đến nhà và gây ra cái sự khó xử cho con gái của cố nghệ sĩ. Trên mộ mỗi khi là có người tới viếng thì vài chục cái máy quay chĩa thẳng vào mọi người thắp hương, đến người khán giả muốn bày tỏ tình cảm với cậu Năm họ cũng không dám. Con gái của cố nghệ sĩ có thể làm việc với hoa viên và kể cả công an khu vực tại nơi cư trú để mà ngăn chặn những người này quay phim. Con gái của cố nghệ sĩ có quyền được hưởng những cái điều tốt đẹp, nhưng mà cũng cần phải biết hiện tại cái mình cần là cái gì và làm gì để cho khán giả tiếp tục ủng hộ đẹp nhất, hợp lý nhất. Đừng tự làm mất đi hình ảnh của mình ở trong lòng người hâm mộ. Cái đó quả thật là rất đáng tiếc. Và bà Dây xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.